Thu hỏi: sau khi chết, nếu xui xẻo bị tục sanh cõi ngạ quỷ, xin thưa là cái chuyện quý vị tục sanh cõi ngạ quỷ nó không phải do xui nghe, nó do nghiệp. À, đừng có nói do xui. Vậy ngạ quỷ có hưởng được phước gì không nếu nghe kinh Phật? Giả sử trong trường hợp họ biết có tác ý. Sư e là không. Tại vì nếu như mà hàng ngạ quỷ mà họ nghe được kinh Phật á, thì đã được ghi chép lại trong kinh tạng rồi. Bởi vì trong trường hợp con ngạ quỷ là Su Chí Lô Má đó, là con ngạ quỷ mình kim, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp ngay ở đó mà nó cũng đâu có nghe được, đâu có sự lợi ích đâu. Bởi vì á, cái tâm tư của cái con ngạ quỷ á, nó suy tư ở chỗ khác. Xin nói ví dụ đi. Một cái người mà đói khát đó, khổ, ví dụ như là thậm chí là còn bệnh hoạn lẩm cẩm nữa. Quý vị dắt vô trong chùa, nói vô trong chùa ngồi nghe hết cái thời pháp đi rồi tôi bố thí cho, thì xin thưa là đôi khi là họ cũng chưa chắc họ nghe được. Tại vì họ đang lo bận cái việc của họ, tức là họ bị phiền não á, nó che mờ, thì họ không thể nào họ nghe được. Hoặc như bây giờ quý vị mà bị nhức răng, nó bị nhức răng, thì quý vị chỉ lo có cái răng bị nhức, chứ làm sao mà quý vị ngồi đó nghe pháp. Mà cái hàng ngạ quỷ á, xin thưa là có những con là nó đói khát cả trăm ngàn năm rồi, thì làm sao mà nó có đủ tâm tình để nó nghe pháp được? Không có. Thành ra là trong kinh thì không có một trường hợp nào hàng ngạ quỷ nghe pháp, không hề có. Vậy mà thời nay thì một số vị là còn giỏi hơn Phật nữa, nói, lâu lâu còn nói cứ tối là thuyết pháp cho nghe, cho hàng ngạ quỷ nghe hú hồn. Đấy, vậy là còn cho quy y nữa chứ. Thì sư nói rõ là trong kinh không có ha. Nếu có là đã có đề cập. Thưa Ngài, con học nhiều phương pháp thiền. Đến nay con có ý định đọc hết bộ kinh Nikaya và hành thiền rải tâm từ hằng ngày. Con hành thiền rải tâm từ sáng đến tối, phương pháp thực hành như vậy có được không? Thì được, không có vấn đề gì. Chỉ có điều là nếu mà quý vị tự đọc kinh á, sư không chắc là quý vị đọc hiểu. Trừ một số bài kinh dễ nuốt, ví dụ như một số trong Tăng Chi, trong Tương Ưng, một số là dễ nuốt, còn đa phần thì khá là khó nhai. Nhiều người thì cũng có cái ý đọc kinh, sẽ biết nhiều người cũng muốn đọc kinh lắm, mà mở quyển kinh ra là giống như là mình chịu nổi, ngắp ngắn ngắp dài dẹp luôn. Không tin thì cứ mở ra thử biết. Ví dụ như là quý vị mở ra mà đọc kinh Trường Bộ, mà đọc cái bài đầu, đọc cái kinh Phạm Võng là coi như quý vị chết chắc. Bởi vì cái bài đầu tiên là bài khó nhất của bộ kinh. Kinh Phạm Võng là bài đầu tiên á, là bài khó nhất của Trường Bộ. Trung Bộ thì cái bài kinh đầu tiên á, là bài Căn Bản Pháp Môn, là bài khó nhất của cả Trung Bộ kinh. Mà quý vị không biết, quý vị đọc á, là quý vị chết chắc. Cho nên nếu quý vị đọc thì thứ nhất á, là sư khuyên là nên đọc từ bài kinh số 2 trở đi. Rồi hơn nữa khi đọc kinh á,
nên đọc kèm với chú giải. Tại vì khi chúng ta đọc kinh mà có chú giải thì chúng ta sẽ hiểu được cái bài kinh đó và không có hiểu sai. Cái chỗ nào mình không hiểu á, mình có chú giải đi kèm. Bây giờ quý vị lên trên trang suthamma.net, thăm má là trong cái chữ Pháp á, ha. Quý vị biết cái chữ thăm má mà ha, thêm cái chữ xú đằng trước, xú là tốt đẹp á, su, xú thăm má chấm net. Thì ở trên đó sư đăng, sư xuất bản các cái bản dịch chú giải mà sư cho dịch đó, cái tạng kinh, cái tạng chú giải hôm nay nè, sư cho đang cho dịch. Thì sư dịch tới đâu sư sẽ cho cập nhật lên tới đó. Và khi mà quý vị mở thì, bây giờ, hiện tại bây giờ thì hình như chỉ có mới có 30 bài kinh trung bộ thôi, trung bộ 30 bài kinh đầu là đã có chú giải rồi, thì cũng đủ cho quý vị đọc á, đọc mà đọc cả chánh văn lẫn chú giải. Thì hôm bữa dẹp rồi cái quyển mà chú giải cho cái bài kinh trung bộ đầu tiên căn bản pháp môn á, nó dày một sắp như vậy nè. Thì đủ để cho quý vị đọc ha.